Không giống với nuôi mèo ở chung cư vì mèo có kích thước nhỏ, không có quá nhiều yêu cầu về chăm sóc, việc nuôi chó không chỉ là vấn đề môi trường sống mà còn là cả một bầu trời trách nhiệm và ý thức của người nuôi. Hãy cùng chúng tôi xem hết video này để có thêm kinh nghiệm thực tế, giúp các sen không còn áp lực và bế tắc khi nuôi chó ở chung cư, chó vẫn khỏe và chủ cũng vui nhé. Nhiều người nghĩ rằng chung cư, nhà phố hay căn hộ thì cũng chỉ là một môi trường sống, không ở chỗ này thì ở chỗ kia tùy thuộc điều kiện kinh tế của mình thôi. Tuy nhiên, đó là đối với con người, chúng ta có thể dễ thích nghi với các điều kiện sống khác nhau, còn những chú chó thì khác. Chúng cần một môi trường sống phù hợp, có thể đáp ứng được các nhu cầu cơ bản như đứng, nằm, đi lại, ăn, ngủ và các nhu cầu được vận động để giải phóng năng lượng tùy theo từng giống chó cảnh mà nhu cầu này là khác nhau bên cạnh đó bạn có đủ kiên nhẫn và biết cách để dạy dỗ chúng ngoan ngoãn vâng lời không có kiên nhẫn để làm vệ sinh cho cún và không gian sống của chúng không có trách nhiệm với cún và những vấn đề mà chúng gây nên đối với xung quanh không nếu câu trả lời là có thể thì xin chúc mừng bạn đã sẵn sàng nuôi một em chó rồi đấy quay trở lại với môi trường sống ở chung cư một không gian sống nhỏ hơn, chia sẻ nhiều không gian chung với nhiều người khác nhau, vì vậy bạn cần đảm bảo rằng việc nuôi chó của bạn không ảnh hưởng xấu đến bất kỳ ai. Tại sao nuôi chó ở chung cư lại thường bị làm khó? Đề tài này làm cư dân mạng tranh cãi mãi không có hồi kết, nhiều người ủng hộ và không ít người phản đối. Vậy đâu là lý do khiến cho việc nuôi chó ở chung cư lại khó khăn như vậy? Thứ nhất, không phải chú chó nào cũng thân thiện, hiền lành. Dù yêu thích nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chó là một loài động vật, chúng không có khả năng suy nghĩ, tự điều chỉnh hành vi như con người. Đặc biệt có những chú chó rất hiền lành ở nhà nhưng khi gặp người lạ thì trở nên hung dữ, có thể gây nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Hoặc nếu không đến mức nguy hiểm như bị tấn công nhưng chó cũng có thể là nguồn nguyên nhân làm lây lan một số dịch bệnh khi tiếp xúc gần. Thứ hai, không phải ai cũng thích chó và không sợ chó. Sống ở chung cư bạn gặp gỡ, tương tác và chia sẻ không gian sống với nhiều người khác và trong số đó không phải ai cũng thích chó và không sợ chó dù là chó to hay chó nhỏ. Hoặc có người dị ứng với lông chó hoặc cực kỳ sợ hãi khi chó đến gần. Bạn không thể bắt buộc họ phải yêu thương chó như mình được. Thứ ba, chó rất ồn ào có nhiều chú chó hay sủa vào ban đêm hoặc sáng sớm làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh như ồn ào mất trật tự làm họ mất ngủ hoặc đơn giản là gây khó chịu thứ tư chó được thả rông xả thải lung tung trung cư là môi trường sinh hoạt chung bao gồm hành lang cầu thang thang máy hay sân vui chơi nhiều sen mang chó của mình đến nhưng thiếu kiểm soát để chúng chạy lung tung gây sợ hãi cho mọi người hoặc xả thải khắp nơi đặc biệt trên các bãi cỏ, nơi nhiều trẻ em vui chơi, rất mất vệ sinh và dễ làm các em bé bị nhiễm bệnh. Thứ năm, ý thức của chủ nuôi không tốt, có những chú chó không ngoan, không được dạy dỗ cẩn thận. Dễ dàng tấn công người lạ hay đi vệ sinh lung tung nhưng chủ nuôi thì rừng dưng như không có chuyện gì và hoàn toàn không có trách nhiệm. Nhiều chủ nuôi không vệ sinh môi trường sống của chó làm hàng xóm phải chịu đựng mùi hôi thối hoặc lông lá bay tới. Tất cả làm họ ức chế và trở nên ác cảm với việc nuôi chó ở chung cư. Vậy các sen cần chuẩn bị những gì để đối phó với tình trạng này? Trước hết, khi có ý định nuôi chó bạn cần tìm hiểu kỹ về quy định của chung cư. Cần có hợp đồng và cam kết rõ ràng để chắc chắn chung cư bạn ở hoặc dự định mua cho phép nuôi thú cưng tuy nhiên tốt nhất bạn nên tham gia vào cộng đồng cư dân để xem quan điểm của mọi người như thế nào thay vì chỉ nghe lời của sale tư vấn bán chung cư vì đơn giản là phép vua thua lệ làng có thể trên giấy tờ chung cư không cấm nhưng khi quá nhiều cư dân phản đối việc nuôi chó trong chung cư thì bạn rất có thể rơi vào trường hợp phải lén lút nuôi điều này cực kỳ bất tiện cho bạn và chú chó Ngoài ra, việc kết nối với cộng đồng những người nuôi thú cưng trong cùng chung cư rất quan trọng, không chỉ chó có bạn bè mà bạn cũng có nơi để chia sẻ các kinh nghiệm, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra, chung cư không quá rộng để cún có môi trường sống thoải mái chạy nhảy, vận động. Do đó, ưu tiên khi nuôi chó ở chung cư bạn nên chọn các chú chó nhỏ nuôi trong nhà, vừa đảm bảo không gian mà những chú chó này có mức năng lượng không quá cao, không yêu cầu vận động nhiều thường xuyên. Gợi ý các giống chó nhỏ phù hợp với chung cư như chó bắc mặt sệ, phóc sóc, cú đồ, chihuahua. Kinh nghiệm nuôi chó ở chung cư sao cho chó khỏe, chủ vui. Đầu tiên là tạo môi trường sống an toàn. Đặc điểm của chung cư chính là không gian nhỏ và cao, đầy có thể là mối nguy hiểm cho thú cưng nhất là khi các chú cún nghịch ngợm có thể leo trèo cửa sổ hoặc đâm trọt vào ổ điện, ổn áp và xảy ra các trường hợp đáng tiếc. Luôn rào chắn ban công, có thể sử dụng khung sắt để cún chui không lọt. Tránh để ghế hay kệ sách làm đệm cho cún dễ trèo lên cao. Đồ dễ vỡ, dễ gặm cắn như bình nước nóng, dây điện, dây sạch điện thoại. Cũng nên được sắp xếp hợp lý, tốt nhất là chó treo mèo đậy. Tiếp theo, nuôi chó cần kiên nhẫn và trách nhiệm, chó là cơ thể sống, không phải lúc nào cũng đáng yêu dễ thương như trên hình ảnh, bạn phải biết sẽ có lúc chúng nghịch ngợm, đau ốm. Chính vì thế bạn cần kiên nhẫn trong chăm sóc và dạy dỗ chúng cách thích nghi với môi trường sống. Và khi nuôi chó ở chung cư, việc dạy dỗ lại cần yêu cầu nhiều hơn, bạn cần dạy cún không được làm ồn, không được sủa bậy, không được nhảy bổ vào người lạ và quan trọng nhất là vệ sinh đúng chỗ ngoài ra cần có trách nhiệm với cộng đồng hạn chế tối đa việc nuôi chó của mình làm ảnh hưởng đến người khác hãy nhớ rằng không phải ai cũng thích chó và không sợ chó chó là cục cưng của bạn nhưng có thể là nỗi sợ hãi đối với người khác do đó hãy đảm bảo các yêu cầu sau để đảm bảo mình là một người có ý thức nhé luôn có dây xích để kiểm soát khi ra ngoài và đeo dọ mõm nhất là khi chúng là giống chó vừa hoặc to Giữ chó không lại gần hoặc nhảy bổ vào người lạ, luôn để mắt đến chúng để sẵn sàng xử lý khi có sự cố. Giữ vệ sinh chung và chịu trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ khi cún có xả thải ở không gian chung. Tốt nhất là khi dắt chó ra ngoài đi dạo thì bạn nên đeo bỉm, tã thú cưng cho chúng. Quan điểm của bạn với việc nuôi chó ở chung cư như thế nào? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết với nhé đừng quên like subscribe nếu thấy video này hữu ích chúc bạn một ngày nhiều niềm vui